vậy là bắt đầu mình đi nhà giết mà mình sao mình sống tiền quá, nhưng mà sao mình dịch không mà giống như nhà quá mình biết ông này là mình không trả được ông thương ông nhiều nữa lại thương ông nhiều, mình biết cái số dạng của người nó dương dạng bởi vì ông thấy ông không cần nhà cao cửa rộng vậy giờ một khấm cho ông không ngồi không biết nhạc thôi là mình cảm thấy mình thương ông cái chỗ đó đó. Có người mà sống gì nhạc quá đọc ấm này rồi đã sao vậy ông tại vì cái nhà nó chiếm được bước xuống mà sao tự nhiên ông cắt lưỡi cho tôi khi cửa ông vui đó thì ông tâm sự bệnh cỡ nào cô cực khổ cô cũng không buồn. Chỗ nào cô cố phấn đấu, cửa nào cô phải cứu ổng, cô ráng, chỗ nào cô cũng đi mà hồi xưa đem về, đem bắt đầu cho ổng 21 á, là bác sĩ nói nếu ông mổ á, sống được 3 năm, nếu ông không mổ á, là ông sống 6 tháng. Thì mổ mà có phải sống 21 là 11 năm tới bây giờ mà cô hàng tháng cô vẫn vô bệnh viện mà bác sĩ còn nói là khen là ông đụng quá chứ người ta ung thư khoảng chừng dạng 3 năm là cao. Mà bác sĩ đã đón là 3 năm thôi mà cô chăm sóc cho tới 11 năm mà vô bác sĩ nào cũng khen. Nó cô là kêu là cô người cô đồng quá, đồng bà mồng quá, kêu bằng là kiên trì chứ không có buông bỏ. Cái hồi sau này vô cái đợt sau này cô cũng không buông bỏ nữa. Cô dứt phát cô không bỏ, bác sĩ nói giờ thôi chú yếu rồi, cô đem về thì thôi đợt cuối. Cô năn nỉ bác sĩ cũng khóc, cô nói không, bác sĩ kia cho ông vô trong hồi sức đi tới đâu tới giờ tôi cực khổ, tôi nằm ở ngoài hành lang. Nó cứu được giờ nào cứu cái bác sĩ cố ấy tôi cho tôi đi thì bác nói bác sĩ đó người nào cũng thương cô biết cô là 11 năm kiên trì có một mình cô là chân tim mình cô cũng cô thương nhiều lắm cô nói gì cũng thương nhiều giờ ông đó bây giờ ông có nhà cao cửa rộng cô đó ở xuống dưới đâu cực khổ lắm mà cô vẫn thương là mình thương cái người mà nhất quyết là lo như là nhạc mình bao nhiêu đầu óc mình tung ra về nhạc yêu nhạc đó là cô thương cái đó luôn. Dạ. Bây giờ cô cũng vậy, giờ có buồn, giờ ai nói cô thoát nạn, cô nói cô không thoát nạn. Tại vì vợ chồng mình có tình nghĩa. Bây giờ á, nếu mà cô có từng tuổi cô dày, mà giờ có thấy bữa nay là cô thấy cô có đông đảo cô vui. Nhưng mà ngày mai cũng đi rồi thì mình có một mình buồn lắm, chuyện với ai. Cô buồn lắm, nói vậy cô buồn, cô cái tuổi cô nói việc ổng có bệnh, ổng nằm đó, mà còn mình ăn uống nữa, chuyện với ổng còn được. Nay mai ổng đi suốt đời là có tìm được ổng nữa ra. Dạ. Cái cô cũng nghĩ ông cô cỡ nào mà bác sĩ mà không trả giờ ông chưa chết cô cũng dẫn nằm đó cô liền cô chờ luôn trong đó. Bởi vì 5 giờ cho thăm tới nửa tiếng là một ngày cho thăm nửa tiếng cô nằm cô ăn. Dạ. Cô nói nó cũng xin cô cha cô chủ cô ăn luôn đó, cô chấp nhận luôn đó. Rồi cái vô cô nói tôi ở này ở ngoài cô chăm ông là cô đỡ ông nha. Ông ráng ông khỏe ông về với tôi nha. Ông đi đâu thì ông phải về đâu, ông bỏ tôi thì buồn lắm. Đó. Cái ngày bác sĩ chạy mấy lần mà cô không đem về luôn, cô năn nỉ không về. Đó. Dạ cô ơi cô, tôi hỏi cô là cô có khi nào cô cảm thấy buồn khi mà nhạc sĩ Vinh Sử hồi lúc trước cũng được nghe nói là có rất là nhiều những mối tình không vậy cô? Và nhất là trong âm nhạc của mình á. Cô đã ra tính cô, tại vì cô nghĩ là mỗi người một cái số phận, mỗi người có số phận. Mình vinh nợ mình gặp ổng nhưng mà mình không có được kêu bằng những phút, không có được như vậy. Nhưng mà mình suy nghĩ tại vì ổng quá yêu nhạc, thành thử ổng những người không biết á thì muốn buông bỏ ổng. Không hiểu là nghĩ con người ổng sống cũng như là ổng không có mà ngọt ngào như cặp vợ chồng khác. Ổng kỳ lắm, mình không có hiểu. Đó, sau này cô mới hiểu, cô biết thôi. Để cái số vậy mình ráng, ổng đại ông yêu nhạc thì ổng mình cũng ráng như vợ chồng thì ráng gắng ráng chịu tận mình thêm động lực cho ổng, ổng dứt nhạc xong thì cô đi kẻ cho ổng, cô đi đánh máy hay là cô photo về cái cô vô bao cô xếp lại cho ổng tự cô làm rồi ổng muốn nhạc ai chọn gì ổng đưa tôi đi chị ấy ra bài nào khi ổng đi cái bài nào á bữa nay ai muốn cái bài nào thì tối cô về cái đưa cho cô 10 bài và đi kiếm cái này cho tôi nha, kiếm này cho tôi. Cô vui tại vì cô vậy thôi chứ cô không thiệt nói là con người nó quá yêu nhạc được, cô không có muốn bỏ ổng và ổng nói sự cô có nào cô cũng yeah. Tại vì không phải là ổng vô tình, ổng thì quá tốt lắm. Cô biết ổng không tham lam không gì hết trơn á, ổng không có lợi dụng ai. Mình biết tại vì ai cũng biết á, nói ổng con người ổng xấu, sống mà vợ chồng ổng vậy nhưng mà mình hiểu ra, cô hiểu rồi đó.
thì cô biết là ổng quá yêu cái nghề của ổng. Ổng không cần nhà cao, nó không cần nhà cao nữa, ổng chỉ cái khúng cho ổng, ổng cực nhà. Tại em biết là nhà ổng mất rộng giấy, giờ cô nói cô 2 năm nay cô không có về bển đó. Tôi đem chú về đây là tôi không có thể về bển luôn. Mà giờ ai hỏi xong rồi cô nói đổi giấy không à, đâu có tài sản gì. Giấy giờ cũng mở cô mà mở cửa là giấy không. Nhà giết ông dục ông treo tùm lum hết trơn, chỗ nào cũng có hết trơn đó. Dạ cô, cô là người gắn bó với nhạc sĩ ở những ngày cuối đời, thì không biết là nhạc sĩ có những điều gì nhạc sĩ chưa làm được không cô, mà nhạc sĩ có tâm sự lại với cô không? Bây giờ biết là tâm sự cô mà than cái gì, đi đầu óc là viết nhạc là cô phải đi thôi, đúng giờ là cô phải ra khỏi nhà, đừng ông đóng cửa ông viết anh già chứ không giờ mà nói cô là mua này sắm này hay làm gì không giờ nói để cô biết rồi. Sáng cô chuẩn bị là cô phải đi ở nhà ông làm cơm nữa, ông ăn tự ông ăn rồi ông nằm viết nhạc tới 5 giờ mấy á là bắt đầu ra quán. Cô để ý tại mình cũng theo chứ mình để ý thì ra quán ngồi quán cốc ngồi ghế vậy đó, uống chừng cái bia 2 miếng gì đó ngồi ngâm nghi. Ngâm nghi thì cô á, cô biết rồi thì cô trên này đó là 6 giờ là cô chuẩn bị cô về dưới, cô về là cô lên lầu ông đi đông đi tối á ông về để bắt đầu vô thay quần thay áo đợi bắt đầu cầm điếu thuốc nó ra là không có hút hết cầm bắt đầu cầm có biết nữa rồi là đang đi đi qua đường nó giờ suy nghĩ cái gì rồi về viết là cô biết. Cô biết ông bây giờ là ông này quá chưa bây giờ có thấy người nào mà yêu đến nỗi mà nhạc viết càng viết nãy giờ khi cô dặn nha cô viết giờ bây giờ viết không có hay mà đòi viết hoài rồi hở cái mình xuống cái là mặt dầm dầm phù ngầu cô nói trong bụng cô vậy, nhưng mà mình nghĩ cũng thương lắm chứ không có gì, con người nó sống quá không cần cao sang xe đẹp hay cái gì. Vậy là ông viết nhạc, có nói ông viết đi, ông viết mà ông cũng hưởng thụ vậy, đúng thôi. Chứ như bao giờ mà tính toán với cô cái gì hay kêu là đi dẫn cái sống này dẫn cái không có. Bởi vậy là lần mà cô xuống là khoảng 7 giờ, 8 giờ là mình sửa sạn, là mình cho mua về làm ly cà phê, chứ ổng không có về ăn, mình chia ổng. Rồi cái là ông nằm đó mình đi, phải đi, cô phải đi thôi, là chú ở nhà làm gì làm. Tối là cô biết là nhà viết nhạc thôi, là có khi về mình đột sức mình về thử coi đó, mình không có đi đâu xa, mình đột sức mình về mình dòm ra cửa là thấy đang ngồi rồi, cầm cái rút giày rồi giấy như cái giò phục vụ dục mình hay dọn, mình dọn rồi có ngày mình kiếm không ra, đang suy nghĩ cái gì cái lụm tờ giấy lỡ cái kiếm hỏi giấy cái dẹp cái dục hết, bà đi đi bà đừng đụng chạm gì của tôi đây. Nhiều khi tôi đang làm cái đường dục mà lụm mà cắt cho tôi chẳng nó không có. Là cô biết giờ cô suy nghĩ cô cười quá hả? Cô mua nước sống kỳ lắm, chưa bây giờ cô thấy người đàn ông nào tại cô có bạn bè cô. Mà nhiều khi mình thấy bạn bè vậy mình cũng thương lắm mà nhận không. Cái số tại gặp một người chồng quá yêu nhạc, đầu óc quá yêu nhạc thì mình chấp nhận là mình suy nghĩ mình là thương nhiều. Bởi cô nói cô cực khổ, cô 11 năm một mình ta chưa có chăm sóc chú, không có người nào thế cho cô. Không xin con cái nó ra cũng nhờ mình báo chí kêu gọi cho cô cũng có chút đỉnh khả năng cô mới chăm nổi. Đó, cô cũng cảm ơn những mạnh thường quân, những báo chí đưa thông. Ba muốn là những cái